Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 18 tháng 8 năm 2023 của báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website vqvd.vn và nền tảng Spotify, YouTube của báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Thanh Hà. Tôi là Ngọc Trung. Bản tin hôm nay ngày 18 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây. Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị thường vụ Quân ủy Trung ương. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nói về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng. Đại hội đại biểu công đoàn cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ 9. Chiều nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị thường vụ Quân ủy Trung ương để xem xét cho ý kiến về đề án chức danh, chức vụ lãnh đạo chỉ huy quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam, xem xét cho ý kiến về chủ trương đầu tư một số dự án của các đơn vị thuộc binh đoàn 15. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào đề án chức danh chức vụ lãnh đạo chỉ huy quản lý trong quân đội nhân dân Việt Nam và chủ trương đầu tư một số dự án của các đơn vị thuộc binh đoàn 15. Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đối với đề án chức danh chức vụ lãnh đạo chỉ huy quản lý trong quân đội nhân dân Việt Nam, thay mặt thường vụ quân ủy trung ương, đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu ban chỉ đạo xây dựng đề án tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ra soát thật kỹ các chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy quản lý trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang đồng ý chủ trương cho một số đơn vị thuộc binh đoàn 15 đầu tư một số dự án, đồng thời giao cho cục kinh tế kiểm tra hiệu quả của các dự án đầu tư, đồng thời yêu cầu binh đoàn 15 khi triển khai các dự án phải bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch để người công nhân đều biết và cùng thực hiện. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự ngày 18 tháng 8, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã giải trình làm rõ về việc chuyển mục đích sử dụng công trình quốc phòng và khu quân sự trong dự thảo luật. Sau khi nghe góp ý từ các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thay mặt cơ quan thường trực của Ban soạn thảo Bộ Quốc phòng bày tỏ cảm ơn các cơ quan chính phủ, các ủy ban của Quốc hội cũng như lãnh đạo các địa phương đã quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ và giúp đỡ trong quá trình soạn thảo luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, cho biết Ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh bổ sung cho hoàn thiện. Tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ quan Tổng cục Chính trị lần thứ 9 2023-2028 khai mạc phiên chính thức. Đại hội có nhiệm vụ nghiên cứu, đóng góp ý kiến bổ sung sửa đổi điều lệ công đoàn Việt Nam khóa 12, dự thảo báo cáo của Tổng cục Chính trị trình Đại hội đại biểu công đoàn quân đội lần thứ 10, tập trung đánh giá kết quả phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong cơ quan Tổng cục Chính trị 5 năm 2018-2023 khẳng định những thành tích đã đạt được, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp triển khai phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, cơ quan tổng cục chính trị 5 năm 2023-2028, sát với tình hình nhiệm vụ. Đồng thời, sáng suốt phát hiện lựa chọn những cán bộ đoàn viên công đoàn có đủ năng lực trình độ thực sự tiêu biểu để bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu công đoàn quân đội lần thứ 10 với khẩu hiệu hành động dân chủ đoàn kết đổi mới phát triển xây dựng các tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu đại hội xác định hai khâu đột phá thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động đại hội đã phát huy dân chủ tập trung trí tuệ đề cao trách nhiệm tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo báo cáo chính trị của cục chính trị tổng cục chính trị tại đại hội sáng nay tại hà nội đã diễn ra hội đàm giữa cục tác chiến bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam và cục tác chiến bộ tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia Tại hội đàm, hai bên đã đánh giá tổng kết các nội dung hợp tác trong năm 2022 và 7 tháng đầu năm 2023, thảo luận phương hướng hợp tác những tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Cơ quan tác chiến hai nước đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng đề xuất với nhà nước các biện pháp giải quyết tốt nhất vấn đề đường biên mốc giới, chỉ đạo các đơn vị địa phương có chung đường biên giới thực hiện tốt hiệp định về quy chế biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền trong thời gian tới hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin trong công tác nghiên cứu nắm đánh giá dự báo tình hình kịp thời tham mưu đề xuất với lãnh đạo cơ quan các cấp về những chủ trương giải pháp chiến lược làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lợi ích quốc gia dân tộc mỗi nước Tại trường quân sự quân khu 7, Học viện Chính trị phối hợp với quân khu 7 tổ chức lễ khai giảng khóa 25 đào tạo ngắn hạn chính ủy cấp trung lữ đoàn và khóa 15 hoàn thiện cán bộ chính trị cấp trung sư đoàn năm học 2023-2024. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu có hệ thống những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của đảng, các hoạt động công tác đảng công tác chính trị của người chủ trì về chính trị và các kiến thức quân sự phù hợp với chức vụ của cán bộ cấp chiến thuật chiến dịch. Để khóa học diễn ra đúng kế hoạch đạt kết quả cao nhất, thiếu tướng lương thanh hân phó giám đốc học viện chính trị yêu cầu các học viên tích cực học tập tích lũy nâng cao trình độ kiến thức năng lực tư duy phương pháp tác phong công tác theo chức trách nhiệm vụ biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo lấy tự học làm nòng cốt đồng thời đây cũng là cơ hội tốt để trao đổi học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt phương châm lý luận gắn liền với thực tiễn học đi đổi với hành Tại Hà Nội, Học viện Hậu cần tổ chức Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên bản lĩnh, trách nhiệm, trí tuệ, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng danh bộ đội cụ Hồ thời kỳ mới. Đại hội khẳng định, 5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn Học viện Hậu Cần luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết các cấp, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, tổ chức công đoàn ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tích cực chủ động đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia. Đại hội xác định thời gian tới, với quyết tâm chính trị cao cùng với tinh thần sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, Công tác công đoàn và hoạt động công đoàn của học viện sẽ không ngừng tiến bộ, phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của học viện. Sư đoàn 320 quân đoàn 3 tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2008 và năm 2014. Các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật các ý kiến tại hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc bất cập trong thực hiện luật sĩ quan như các quy định chế độ chính sách nhất là chính sách về nhà ở đối với sĩ quan chính sách tiền lương chưa theo kịp sự phát triển của xã hội và yêu cầu xây dựng quân đội đội ngũ cán bộ còn thiếu so với biên chế nhiều vị trí là sĩ quan kiêm nhiệm việc thực hiện trần quân hàm và nâng lương sĩ quan có điểm chưa phù hợp chưa sát với tình hình thực tế ở đơn vị Tại hội nghị, Sư đoàn 320 đã tặng giấy khen cho một tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam trong thời gian qua. Tại thành phố Đà Nẵng, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống 19 tháng 8 năm 1958, 19 tháng 8 năm 2023. Trải qua 65 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 83 luôn đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây đắp truyền thống vẻ vang chiến đấu anh dũng, lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời kỳ mới, Lữ đoàn Công binh 83 đã thi công hoàn thành nhiều công trình quốc phòng, công trình dân sinh trên đảo và đất liền, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đường tuần tra biên giới, do tìm xử lý bom mìn vật liệu nổ. Với những thành tích đạt được, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân đã được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều giải thưởng cao quý khác. Tại buổi lễ, Thư ủy quyền của Chủ tịch nước, chuẩn đô đốc Phạm Như Xuân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì tặng lữ đoàn công binh 83 Hải quân.